tới giờ công đảo rồi anh em ơi. Nói chung là giờ này là giờ hy sinh nhiều lắm. Nói chung là hy sinh còn dữ hơn là cái giờ đi đánh quốc gia nữa. Thì nói chung là quốc gia mình thì hôm nay là thuộc về cái dạng công. Thì thường anh em ơi, cái hoạt động này thấy công nó dễ hơn thủ anh em ơi. Đó, quá trời, quýnh nghe quýnh điếc của tài luôn. Giờ này chỉ chết là chạy lên thôi anh em, còn chạy lên nữa còn không được. Hết vàng rồi. Chịu khó chết thì chạy lên thôi chứ thực chất là hết vàng anh em ơi. Hôm trước, hôm qua thì nó có tặng vàng phá. Nó tặng một ca vàng phá thì chắc cũng chịu không nổi. Game nó cũng khôn lắm anh em, nó tặng vàng phá để cho anh em hy sinh chứ không gì hết trơn. Ít cháu nó đông như vậy, hai chú vơ đâu phải một chú vơ đâu. Với lại ít sáu thì nó là cho vợ sau mà phải đông chứ. Qua đây đi anh em ơi, chịu khó hồi sinh dài phát anh em ơi. Đó, lên trên đây đứng đi. Trên đây cũng có người nè anh em ơi. Đấy, trên đây cũng có người chứ không có nha. Muốn điếc lỗ tai luôn rồi mẹ ơi, cái game này nó lâu nó lớn quá. Mạnh nhiêu ta? Ít hai đang top 2. Cái này mình thấy cái top giết người á anh em ơi, giết người chứ đam thì sẽ không bao nhiêu đâu anh em ơi. Đam có thì mình thấy quá trời đông. Ít sáu mới đây 45 triệu kìa. Sát thương 45 triệu. Cái này là mình chơi trên điện thoại với trên máy tính là mình không thể nào gặp con boss anh em. Có nghĩa là mình lên đó, mình đứng á, mình đứng ở trên á, cái mình à một hồi á là con boss nó mới hiện lên, nó hết lắc mình, nó bớt lắc rồi đó nó mới hiện lên này. Nó lót kịp á, nó hiện lên. Còn bây giờ mình chạy lên á là mình đơ luôn á. Giờ này là chết chỉ hồi sinh tại chỗ thôi chứ chạy lên nhiều làm biến lắm. Trong khu trước luôn này, trong khu trước này, trong nhiều khi tập trung nó cũng ngon anh em, mà không tập trung thì nó cũng đỡ lắm anh em ơi. Nó không tập trung cũng được mà tập trung cũng được. Đấy, quá trời nó đánh luôn kìa anh em, chạy ngang chạy cũng được. Giờ này là đánh là tính server nha anh em. Chịu khó chạy lên anh em ơi. Hên quá, đúng là điện thoại là nó còn đỡ hơn nè. Trên máy tính là mình chịu thua rồi. Trên máy tính là nó lắc chịu không nổi luôn. Đứng chỗ này nè, không nổi đâu. Anh em lên trên nè. Nếu mà hồi sinh là anh em chịu khó, anh em lên trên chứ anh em đứng ở dưới là không được. Tại vì ở dưới nó ào xuống nè. Ở dưới nó tràn lên. Cứ ở dưới nó tràn lên. Mà nó tràn ngay đó là đứng ngay đó không à. Chết quá trời chết luôn. Đấy, anh em thấy đỡ không? Lên trên đứng đợi chết lắm anh em. Còn em đứng ở dưới chết nhiều lắm. Lên cái chỗ mà anh em hồi sinh á, cái chỗ mà dưới anh em chạy lên á, nó chết dữ lắm. Đấy, chết rồi, chịu khó anh em. Chắc tầm khoảng là 20-30 mạng gì đó cũng không nhiều. Mà 20-30 mạng thì vàng cũng sạch rồi. Vàng còn có. Anh em biết không, cái hoạt động này á, có ca 7 là ngày qua nó tặng, ngày qua nó tặng một ca vàng, ngày qua nó tặng một ca vàng, mà hôm nay thì được hết rồi. Nội tiếng mà anh em mà biết, mà anh em mua cái VIP á, anh em mua mấy cái hoạt động thôi là anh em đã muốn hết vàng rồi. Thôi là mình biết uống, gặp mấy ông VIP 5, VIP 6 còn giữ nữa nè. VIP 5, VIP 6 còn giữ nữa, mua thạch vàng của mấy ông nạp nhiều mình nói nha. Nào thì nó còn tặng cái này, bảo mấy cái mốc nạp gì đó thì nó còn đỡ hơn nha. Đấy, 35 cầm thì nha. Ở đâu nó cũng là cũng dưới mình. Anh em biết không, cái này mà tớp mình nó thôn á nè. Nó đứng nó bật mấy cái người lên nè. Nó BK thôi, nó đừng đánh boss. Chỉ cần nó BK thôi là mấy cái người mình khỏe lắm. Là những cái thành viên á, những cái thành viên ít chết là đam boss rất là nhanh.
Ủa cháu quá mạnh luôn anh em ơi, ít cháu mạnh gấp đôi luôn anh em ơi. Mới đây mà nó tăng gấp đôi ram luôn nha. Bây giờ mấy mạng rồi anh em có điểm không anh em? Điểm dùm thành thử coi nó đúng bao nhiêu vàng. Chứ tới đây thì đánh ở đây thì nhận được thôi, đánh ở đây là anh em muốn BK thì cho vui chẳng ngon. Chứ là lấy được chiếc tầm 7 triệu 8 triệu là BK ngon lành rồi. Hình như có cái gì đó sai sai, con boss ở đây di chuyển rồi anh em ơi. Ôi đánh một hồi mình tụt xuống dưới luôn anh em. Đánh hồi lọt xuống dưới không hay. Đây, nó lên kìa anh em, nó lên trên, lên đây em, lên đây. Nó lên trên đã chết nên đánh hồi nó cứ theo nó được boss nó đi xuống hoài. Nó càng xuống là càng dễ chết lắm, nằm ở dưới nó dễ chết hơn trên. Lên trên góc đứng thì đỡ lắm. Lên góc thì đỡ nha. Nó hạ nằm ngay ngay xuống lên nhìn thấy có đông. Để bên trên tầm phải mấy cái nhân vật nó hiện lên nữa nè. Mấy cái nhân vật mà nó hiện lên là em thấy nó quá đông. Cái này mà cho nó hiện chừng 30 thằng thôi là nó cũng đầy luôn. Rồi 30% HP trụ nổi con boss này ra 30%. Ít áo nó mạnh quá anh em ơi, ít áo còn anh em ơi nó có 15 triệu. Tại vì ít áo nó chưa vào sao anh em, ít áo nó chưa vào sao nên là nó còn đông lắm. Anh em biết không, ở bên chưa vào sao thì nó bên chưa vào mình nó cũng qua một mớ mình chưa vào sao nữa mà anh em biết không. Anh em cài chai thì anh em đừng có chuyển server, đừng làm gì cho anh em chuyển càng chuyển server nha thì anh em càng yếu. Mà anh em bởi server đầu vậy đó, sau này nó ghép cái gì đồ anh em cũng khỏe lắm, gặp cái server yếu hơn mình chiến cũng khỏe luôn, rất là ngon. Sao người ta sao đóng sẽ thấy im đóng người ta, để mình di chuyển chỗ anh em ơi, lên trên bụi này mới được. Ủa sao nó đánh lên không lẽ nó đánh mình, lấy con boss nó được mà nó đánh sao? Để nó quay đầu lên đánh mình kìa. Ô con boss đánh mình anh em ơi. Thiệt. Trước khi mình chết mình cũng giết được thằng luôn, hai thằng anh em phải. Nói chung là giết nhiều thì cái điểm binh dự nó tăng lên. Cái điểm gì? Đúng rồi. Đó, chết rồi thì bật thức ra đóng mình chết luôn anh em ơi. Nó rút cái một luôn kìa. Lúc tao muốn mình cho mày chết thì mày cho chết thì chạy lên cũng dễ. 389 2GS 2GS hay da. Thế là ta đã chết 50% anh em, 50% nữa, 50% là khoảng mấy trăm kinh bảo cũng phải giỡn luôn nha. Anh em biết sao không? Bây giờ nó gom về một rồi, tất cả những người chơi nó gom về một chỗ rồi, cho nên là tỷ lệ chết rất là cao, nó không còn nhẹ như lúc nãy đâu. Đó, đi lên đây cái nãy vừa rồi mới lên đã chết, chưa đánh được cái nào luôn đã chết rồi đó anh em thấy rồi, chết mẹ rồi anh em ơi. Dịch cô thành nó đứng ngay sang chỗ này anh em ơi, hàng không chết là được. Cái thằng này nó 23-24 triệu chiến gì đó, có 8 triệu mà vô nó đứng, cho nên phải tránh nó ra. Hay ra không được anh em ơi, nào còn đánh nó làm quá nè. Về mấy cái bản đồ của mấy cái game này thì mình thấy nó như cái bản đồ boss đây nè, nó không có gì mới chứ. Gần như là boss thế giới nó bản đồ như nhau, nó không có map này map kia, giống như nhau thôi. Thậm chí là vô trong cấm địa vậy cũng vậy, 8% chết chạy lên đi nè, học sinh cũng được đâu, có việc tu thành nó đứng ở đó học sinh vàng chưa thành nổi đâu em ơi. Có tu la còn đứng có cùng dòng tu la 78 triệu, 23-24 triệu gì rồi đó này, mấy em chưa chạy lên mà nó đã chết em ơi. Đấy.
đánh thì cũng giết được lắm. Khi mà BK thì cũng chịu, cũng chịu giết lắm. Nói đây chỗ này mình được, chỗ này mình trụ được, chỗ nào mình đứng mình trụ được hay lâu lâu á là mình sẽ ngồi trên tay cổ đi. Còn cái chỗ nào vừa góc trọng lên chết là mình ngồi trên tay cổ vàng hay chết rồi. Đó mình cũng như mình đã nói lúc nãy đó nè, tại vì á nó chỉ còn có một con boss thôi thì tất cả những người chơi nó gom về một chỗ nhưng mà số lượng sẽ đông hơn, khả năng chịu đòn ít hơn. Nó chưa chạy lên đã chết rồi, chưa chạy lên là đã chết rồi đó nha, quá trời trâu. Cái chỗ này là lên ngựa không không kịp để lên ngựa sống gì hết, chỗ nào cũng gặp ngựa chân sợi nên mới chạy lên đánh kiếm điểm. Người này là đánh người ngon là 8%, 7 phút nói chung là còn 7 phút 2 mấy phần trăm là đi sức thắng rồi. Thấy chết chạy lên không sống gì hết. Đấy, vừa lên nữa vừa đánh nữa là bị phải kiếm cái chỗ nào đó mình hồi phục sức khỏe lại mới được anh em ơi. Chứ như vậy là chạy vô là chết, thì là chạy vô là chết. Thì cô Thành nó quá mạnh. Đấy, vô đây núp núp anh em mày thấy boss thấy đồ anh em ơi. Để mình biết máu mình còn hồi đấy kìa, nó đánh mình luôn kìa. Bị trốn luôn kìa. Quỷ sứ. Chơi gì kỳ vậy mấy ba chơi gì kỳ vậy luôn. Biết chưa tính sao. Biết cái này 22% nữa anh em ơi. Quá trời chết. Thứ mà anh em mà nạp nạp để lên VIP 4 thôi là ngưng, không nạp nữa là vô đây sao chịu nổi trời. Trong đây là mình thấy gần như là toàn là VIP 5 không anh em ơi, VIP 5, VIP 6 không anh em ơi. Cô VIP 4 như mình là nghèo nhất, mình gần lên VIP 5 rồi đó nha anh em. Để coi 170 mấy rồi đó, 170 mấy điểm rồi, trong khoảng 5 ngày nữa thôi là mình đã lên được VIP 5 rồi đó. Ngày nó tặng mình 5 điểm. Ngày nó tặng 5 điểm, 5 ngày được 5 điểm rồi. 170 mấy, 200 điểm là lên VIP 4 rồi. Đấy, lúc luôn. Có giết được ai không ta? Quá đông. Sao mà cái chỗ này nó động dữ vậy ta, chết thì cứ chạy lên thôi, sao nó động quá nè nè. Hay là nó đưa quân ra để nó ngăn cản mình thì chạy lên. Nói chung là gọi là tiêu hao sinh lực địch á, chứ không phải gì hết á. Giữa đường nó bị tiêu hao, nói chung là giữa đường đã bị đánh chặn rồi chơi. Giữa đường đã bị đánh chặn một lần, lên tới trên kia là còn phân nửa máu rồi bị nó đánh thêm một phát nữa. 14%. Để coi có giết được ai ra. Cái này hy sinh mà chẳng giết được ai luôn nha em. Cái boss nó cứ dồn vô ngay thằng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành chứ còn là cái bộ phim thì mình quên tên đó. Nó là top 1 đó nha. Nó là cái phim đó nó cũng chuyển thể giống như game. Tự nhiên mình nhắc ngay cái phim nó hay, phim nó cực kỳ hay luôn nha. Phim đó từ đầu tới cuối chết ít người chứ không nhiều, dù là có sát thủ có đòn chết chỉ có vài người thôi. Gì vậy cha, thì ngóc đầu lên là chết, ngóc đầu lên là chết, không có được cái hồi sinh vậy đâu em ơi. Đó cũng giết được một này, tao nghĩ vậy đó, tao nghĩ hồi sinh với mày đó mà chơi mà giết tao hoài chán thế. Nghèo còn mắc cái eo rồi vô đây còn bị mấy ông mày giết nữa chứ. Đây nè, đây nè, máu. Rồi. Không chạy đâu. Ui. Mấy nó cứ theo, nó theo nó được đánh. Đã giữa đường rồi chết rồi. Không em, nói chung là tới đây là được rồi anh em, 3% là được rồi, đánh chút tay nha. Sao không đánh vậy ta? Đấy, chịu tấn một cái đi, sao nó đứng im không vậy? Đối thủ quá nhiều, chắc nó bỏ nó chạy lên anh em, đối thủ nhiều quá rồi nó chạy lên á. Mặc dù là mình thấy thật. Đấy, giết luôn, ra đây là giết anh em chứ không nói nhiều anh em. Đấy.
Cấp 2. Coi thưởng được cái gì không trời. Hôm trước thì một tuần nó đánh được 2 trận anh em. Hôm trước thì đánh được 2 trận, trận 19 giờ còn trận nữa đó coi. Giờ này nó có hiện lên chưa ta? Kết thúc thì kết thúc rồi nhưng mà để coi nó có hiện được không nha anh em. Đó, trận 21 giờ, 21 giờ tới 21 giờ 20. Rồi để coi thưởng được cái gì anh em, hên xui không anh em. 6 viên ép. 8 mảnh thiền. Từng nó đánh 3 ngày không thấy gì, từng đánh có 2 ngày thì biết bao giờ mới có thể ghép được thiền anh em ơi. Trời ơi, hên, đường viên đột phá luôn anh em. Đột phá thì đột phá chứ không gì hết. Đây đột phá thì đột phá. Đây cực, cực túi đâu. Đấy. Đây đột phá là level 30 này nè. Đấy đột phá 2 viên. Ơ à, sao đột phá nó không? Đột phá lên nó không tăng được tí ép nào trơn vậy ta. Giỡn mặt à. Đó bây giờ mình cũng cho cái thằng này nó lên lên 30 luôn. Đột phá cũng may là nó chỉ có 10 kim nguyên bảo 1 viên anh em ơi. Mình thì ít khi nào mình ăn boss lắm anh em. Có ngày hôm qua mình đi cài bữa là lụm được món nên trang bị đỏ chứ ít khi nào mình ăn, nói chung là nó không tăng được bao nhiêu lực chiến chân anh em ơi. Dở bà cố luôn. Tăng ít xíu lực chiến. Rồi mình cũng không có đi ăn boss đảo lúc nào đó. Lâu lâu đi ăn bữa thôi chứ ăn không nhiều. Rồi nói chung là đánh anh em thấy là chết bao nhiêu mạng anh em, nãy mình còn cao 7 đúng không? Trời ơi 300 vàng anh em ơi, 300 mấy vàng luôn chứ không phải 300 vàng anh em. Chết dữ lắm rồi. Trời ơi trang bị xanh. Thôi bye bye anh em nha anh em. Nói chung là đánh như vậy là ngon lành anh em ơi. Chỉ chơi là chỉ chơi cho vui thôi chứ thực chất cũng đánh không lợi mấy ông nạp đâu, mấy ông đó ông nạp quá dữ, ông đánh mình như con không đẻ. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.